Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận 5 tỷ cái token Baby Max. Và để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo bấm chọn Start để bắt đầu. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ join vào nhóm Telegram. Chọn join. Rồi, sau đó quay trở lại. Join tiếp vào nhóm Channel. Ok, chọn join và quay trở lại. Tiếp tục join vào Legit Airdrop cho mình. Rồi, chọn join này. Rồi, quay trở lại. Và follow Twitter and retweet bài đăng. Follow trước này. Chọn theo dõi. Quay trở lại. Sau đó thì mọi người sẽ retweet bài đăng nhé. Ok, ở đây thì mọi người sẽ chọn like này, sau đó chọn trích dẫn tweet thì có thể là tag thêm cái tên của nó vào. Rồi, chọn tweet lại. Ok, quay trở lại này. Mọi người sẽ vote cho nó ở trên CoinSlipper. Mọi người sẽ vào CoinSlipper này. Rồi, mọi người kéo lên và đăng nhập vào CoinSlipper cho mình nhé. Ok, đăng nhập vào này. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ xác minh này và vote này. Ok, tiếp theo thì mọi người sẽ chụp lại cái bức ảnh này cho mình nhé. Rồi, sau đó quay trở lại bot. Và bấm chọn Continue. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ phải nhập mã captcha này, bấm vào cái đường link này. Rồi, chọn tôi là con người này. Rồi, ở đây mọi người sẽ xác minh hình ảnh cho mình. Ok, sau đó bấm vào Submit. Rồi, quay trở lại. Bấm chọn Check. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ nhập username của Telegram. Ok, sau đó thì nhập username của Twitter. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ phải chụp lại cái bức ảnh mà đã retweet cái bài đăng của nó nhé. Mọi người quay trở vào Twitter cho mình. Rồi, thì đây là cái bài đăng mà mọi người đã retweet và mọi người sẽ chụp ảnh lại cho mình. Và có thể bấm retweet luôn ở đây cho nó hiện lên. Rồi, chụp ảnh lại này. Ok, quay trở lại. Sau đó thì mọi người sẽ bấm vào đây để gửi ảnh nhé. Đó. Rồi, gửi bức ảnh này lên. Ok. Tiếp theo là sẽ gửi cho nó cái bức ảnh mà chụp ở trên CoinSlipper. Mọi người vào gửi tiếp bức ảnh lên. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ nhập địa chỉ ví Matic Polygon cho mình. Rồi, ok. Thì địa chỉ ví mọi người vào ví MetaMask hoặc ví chớt lấy đều được nhé. Ok. Rồi, chọn Balance này. Rồi, ở đây mọi người chọn Refo để lấy đường link nhé. Thì đây là cái đường link chia sẻ này. Đó, thì mỗi một rep mọi người sẽ nhận được 500 triệu cái đồng token Baby Max này. Ok, như vậy là mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Không biết là withdraw như nào. Ở đây thì mọi người muốn rút về ví thì mọi người bấm vào chữ withdraw cho mình nhé. Sau đó nhập cái số vào đây. Đó, ví dụ mọi người được 5 tỷ thì mọi người sẽ nhập 5 tỷ nhé.
Rồi tiếp tục là gửi địa chỉ ví cho nó. Ok, chọn confirm. Chưa đủ min rút. Cũng không biết là min rút của nó là bao nhiêu. Rồi ok, thì mọi người cứ làm đi. Chắc là min rút của nó thì mọi người phải đâu đó phải tuyển rep bao nhiêu người. Ở đây nó lại không nói rõ là bao nhiêu. Rồi, như vậy là mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.